Phục hồi chức năng Huê Lợi xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu giường y tế đa năng sử dụng tay quay có mã hiệu A013 của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Huê Lợi. Tuy nhiên, trước khi bước vào tìm hiểu chi tiết về tính năng của từng mẫu giường này thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tham quan một địa điểm rất thú vị. Và bây giờ thì tôi đang có mặt ở một trong những kho để hàng tại các chi nhánh của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Huê Lợi. Và riêng đối với kho hàng này thì đây là nơi chúng tôi có rất nhiều các sản phẩm giúp tập phục hồi chức năng và hỗ trợ cho các bệnh nhân tai biến yếu liệt cần chăm sóc tại giường, ví dụ như các mẫu xe lăn đa năng của chúng tôi. Tiếp theo đó thì chúng tôi sẽ có toàn bộ các mẫu giường y tế của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Huê Lợi. Và đây là những mẫu giường được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp số lượng lớn từ nhà sản xuất, thực hiện công khai phân loại, công bố trang thiết bị y tế. Do vậy, giường y tế của chúng tôi luôn đảm bảo là hàng chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có chất lượng tốt nhất. Tiếp theo đó thì Huê Lợi luôn có quy trình kiểm tra trước khi xuất kho, kiểm tra kỹ thuật trước khi bàn giao cung cấp dịch vụ tới khách hàng. Và đồng thời thì Huê Lợi có chi nhánh tại cả ba miền Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, đảm bảo có thể cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ chăm sóc khách hàng cho mọi khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Ngoài ra thì với đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn cao và chính sách bảo hành bảo trì chuyên nghiệp, chúng tôi có thể đảm bảo cung cấp giá trị tốt nhất cho khách hàng trong quá trình trước, trong và sau khi mua hàng. Ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng quay trở lại tìm hiểu chức năng của mẫu giường y tế A013 của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Huê Lợi. Giường y tế đa năng Huê Lợi A013 là mẫu giường y tế đa năng sử dụng tay quay với đầy đủ tất cả các chức năng hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân tai biến, yếu liệt tại nhà. Giường y tế đa năng Huê Lợi A013 có thiết kế thông minh, dễ dàng thay đổi tư thế bệnh nhân. Tay quay nâng và hạ lưng, nâng đầu và lưng người bệnh thay đổi từ 0 tới 85 độ, đặt bệnh nhân ở tư thế Fuller, giúp người bệnh dễ dàng hô hấp. Ngoài ra, bệnh nhân có thể ngồi đọc sách, xem TV hoặc làm việc trực tiếp trên giường bệnh, giúp người bệnh thay đổi góc nhìn, cải thiện tâm lý. Tay quay nâng và hạ chân. Nâng chân người bệnh tới tối đa 40 độ, giúp cải thiện tuần hoàn máu, chống phù, sưng nề cho vùng chân. Hạ chân 85 độ kết hợp với tư thế nâng đầu, đặt người bệnh ở tư thế ngồi thoải mái, không cần mất sức bê vác người bệnh tới ghế ngồi. Với thiết kế đặc biệt, giường giúp nghiêng toàn bộ thân người một góc 80 độ, giảm áp lực lên các vùng sau gáy, bả vai, khuỷu tay, gót chân, chống loét tì đè do nằm lâu tại giường bệnh. Bô vệ sinh tại giường. Sử dụng tay quay để đưa bô vệ sinh vào, miếng đệm sẽ tự động được đẩy ra, giúp bệnh nhân đi vệ sinh ngay tại giường bệnh. Phụ kiện kèm theo tiện ích đa năng. Bàn ăn tại giường giúp người bệnh ăn uống, làm việc ngay tại giường bệnh. Chậu gội đầu tại giường tiện lợi cho bệnh nhân. Cọc truyền dịch có thể thay đổi được chiều cao. Lan can giường chắc chắn, đảm bảo an toàn khi người bệnh nằm trên giường. Bánh xe xoay 360 độ, có khóa bánh an toàn, dễ dàng di chuyển giường bệnh trong nhà. Khung giường được làm từ thép hộp, sơn tĩnh điện, lan giường dày dặn, chắc chắn, chịu được tải trọng lên tới 200 kg. Đầu và đuôi của giường được làm bằng nhựa ABS cao cấp, an toàn, chống va đập tốt, không lưu mùi nhựa. Đệm xưa dừa thoáng khí, đàn hồi tốt, an toàn với sức khỏe của người bệnh và thân thiện với môi trường. Có thể dễ dàng tháo lớp vỏ để vệ sinh, khử trùng. Và vừa rồi thì quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi trải nghiệm toàn bộ chức năng của mẫu giường y tế A013 của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Huê Lợi. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ tới số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được các nhân viên tư vấn chi tiết. Tập phục hồi chức năng Huê Lợi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.